Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì ngày hôm nay em xin gửi đến bà con cô bác như là quý anh chị hình ảnh của một đôi bò cái tơ. Thì trước mắt cô chú anh chị và các bạn là hình ảnh của một đôi bò cái tơ Bull Lysine. Hai con bò này thì tháng tuổi của nó sẽ dao động tầm khoảng từ 9 tháng và 10 tháng bò. Chân móng ngoại hình của hai con bò này theo em thấy kiểm tra của cô chú anh chị và các bạn thì nó hoàn thiện, đi đứng hoàn thiện nha, không áp xe, không trật lỗi gì hết, không xuống rúng xuống ruột gì nha. Rúng thì là rúng bản, rúng chiên, dậu yếm thì lệch phạt, chân móng thì móng sò. Đây cô chú anh chị của các bạn xem hai con bò này thì em thấy về ngoại hình của nó thì nó khá là đầy đạm nha. Màu lông da của nó là màu đặc trưng của dòng bò Bull Lysine, màu đỏ bánh mì khét. Nói về xương chậu thì nó rất là rộng, qua bự xương chậu thì rộng, lưng đôi vai đôi, mông mông vai rất là lực. Đây anh chị thấy không, dàn lông da của nó rất là đẹp. Đây bà con cô bác anh chị nào ở gần xa có nhu cầu muốn mua thì có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em để có thể chốt được đôi bò này nha cô chú anh chị và các bạn nha. Nói về hai con bò này thì giá cả nó cũng khá là mềm để cho bà con cô bác anh chị mua về để làm bò cái giống ha. Con này thì tầm khoảng từ 10 tháng bò đó. Con này thì đang chốt giá cho anh chị với cái mức giá là 19 triệu của chú anh chị và các bạn. Và kế bên là con bò cái này thì nó khoảng tầm 9 tháng bò. Con này thì nói về ngoại hình cũng khá là đầy đạm ha. Đây hai con, anh chị cô chú nào có nhu cầu mua thì liên hệ ủng hộ giùm em, từ rúng mím, từ sái tích, từ màu lông da, từ chân móng đều hoàn thiện hết, đảm bảo nghiêm chỉnh. Nhưng mà bà con cô bác anh chị chúng ta nhận bò, chúng ta sẽ được quyền kiểm tra lại sau khi bắt quá tài dẫn bò đến thì chúng ta sẽ được quyền kiểm tra và thanh toán. Ở đây anh chị em nào có nhu cầu mua thì liên hệ ủng hộ giùm em nha. Con kế bên này thì đang báo giá chốt cho anh chị với cái giá là 15 triệu. 15 triệu là một cái mức giá phải gọi là khá là hời để cho anh chị có thể mua được một cái giống tốt tàn, tốt tướng. Về ngoại hình của con bò này em không có chê vào đâu được nha. Đòn thì dài, lưng vai thì được lật, mông mông to, chân móng thì móng sò. Nói về sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh. Bò thì anh chị nào có nhu cầu mua thì anh chị liên hệ giùm em, thì thông báo với bà con cô bác anh chị. Thì hiện bây giờ em đang có một chuyến xe chở bò về, thứ nhất là Đắk Lắk, Đắk Nông, thứ nhì là ở La Ghi, Bình Thuận, và thứ ba là em đang có chuyến xe chở bò về An Giang, Hậu Giang nha anh chị nha. Anh chị nào ở gần xa chúng ta có nhu cầu mua thì chúng ta có thể đi chung chuyến xe về để nhẹ bớt cái phần kinh phí vận chuyển. Đôi bò này chốt giá lại nha, con này có giá là 19 triệu. 19 triệu nha, đảm bảo nghiêm chỉnh, không áp xe, không trật lỗi gì hết. Bà con cô bác anh chị nào mua thì liên hệ ủng hộ giùm em. Dậu yếm rất là tốt. Dậu yếm nè, rúng là rúng chiền, rúng bản nha anh chị nha. Đây, chân móng thì móng sò, không áp xe, không trật lỗi gì hết. Còn con này chốt giá cho anh chị giá 15 triệu. Chân móng cũng móng sò, cấp mình đòn khá là dài, lưng vai thì lực nha. Sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh, qua thì bự, xương chậu thì khá là rộng. Bà con cô bác anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn mua những con bò cái giống thì đây là sự lựa chọn của anh chị luôn. Một cái mức giá khá là hời, một cái mức giá chỉ tầm khung đâu đó khoảng mười mấy triệu một con, thì bà con cô bác anh chị chúng ta có thể mua về nuôi những anh, những chị, những cặp vợ chồng mà chúng ta mới ra riêng, thì chúng ta cũng có thể mua đôi bò này về để làm bò cái giống. Và cô chú anh chị nào mà chúng ta đang chuẩn bị, đang có ý định mà chúng ta mà giải quyết cái phần cỏ trong cái vườn nhà mình sau cái mùa mưa này, bà con cô bác anh chị cũng đây là một sự lựa chọn luôn nha. Đó, mình chỉ cần mình mua, mình nuôi hai con bò này khoảng 1 năm sau là hai con bò này có hai bê con rồi. Tại bò này khoảng tầm 9-10 tháng bò hết được của chính các bạn. Chân móng rất là tốt luôn nha. Ở đây thì hai con bò này thì một cái khung giá khá là mềm, tầm ba mấy triệu thôi thì mình đã có được một cặp bò cái tơ đẹp rồi. Hai con này rất là kiểu mẫu nha, qua rất là to, xương chậu thì rộng, coi cấp mình nó là anh chị, cấp mình rất là đẹp luôn. Nói chung là mình kiếm cái con bò thì nó dễ, nhưng mà mình kiếm được cái con bò đẹp á thì nó khó lắm cô chú anh chị và các bạn. Dậu rúng nè, chân móng nè, nói về ngoại hình của hai con bò này thì em chấm điểm khá là cao. Sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh luôn nha. Ở đây thì nó có cái điểm mi, nhưng mà nói chung là giờ cũng không quan trọng về vấn đề này nhiều. Tại vì vấn đề hiện bây giờ là bà con cô bác anh chị chúng ta cần một con bò cái đẻ sai con
Thứ nhất, thứ nhì là để được nhiều lứa, và thứ ba cái là mát sữa thôi. Ở đây anh chị chúng ta yêu cầu kiếm cho anh chị bò mát sữa, thì nói chung là những con bò này thì nó cũng rất là ok rồi. Bà con cô bác anh chị chỉ việc về mình chúng ta cho nó ăn uống đầy đủ. Thì con này chiều cao tại phía sau khu là 1m22-23, còn con này tại phía sau khu khoảng tầm 1m17 anh chị nha. Rồi thì cuối cái video thì em xin gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất dành cho bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu muốn mua thì có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em nha. Rồi bây giờ em xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn.